Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Sức Tình Cậu và CPN của chúng tôi. Trên màn hình thì quý vị thấy là chúng tôi đang có một sản phẩm, đó là Komatsu 025. Thì dòng này nó sẽ cần kỹ thuật, con này ngoài ra được cái cần cứng mọi người nhé. Con này rất thích hợp với quý anh chị mà đang có vườn rẫy hoặc làm công trình công trường. Thì đây là một sản phẩm mà chúng tôi đang có. Cái giá thì chúng tôi sẽ nói ngay ở cái tiêu đề này cho quý vị biết, đó là 225 triệu, có một chút thương lượng nhẹ nhàng tình cảm thôi. Hiện tại thì con này chúng tôi đang để ở Yên Bình Dương. Quý bà con đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì có thể liên hệ với số điện thoại góc trái màn video của chúng tôi, để cho chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất từ em này cho quý vị. Ngoài những sản phẩm như là Komatsu thì chúng tôi còn những dòng như là Doosan, Volvo, Hyundai, rồi IHI, Hitachi, Jasit. Còn những dòng to thì chúng tôi có như 05, 07. Rất là nhiều sản phẩm mà quý vị đang cần. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng, quý bà con, của bác.